Đứng ở đâu đây? Hiện tại đang đứng Ở nhà trong một của khu chị vườn tại Khoa. Ban Mê Thuột. Đúng rồi. Dạ. Rồi trên tay Khoa là cái gì vậy? Đây là hiện tại đây là một cái trái ổi mà không ngờ nó bự như vậy á. Dạ. Trái ổi thường em nghĩ chừng nhỏ như này thôi mà giờ nó bự hơn em tưởng. Lúc trước tưởng là này ổi phun thuốc. Dạ, nhưng mà Nhưng mà đây là ổi vườn. cái này là ổ Cảm vườn. ơn cảm ơn đó. Dạ. Ổi cảm ơn. Và nó nhẹ hay là nó nặng em? Cũng Nặng. cũng nặng. Còn chiếc cành đúng không? Cành thì sao? Chiếc Và cành đúng không? đây là bằng phi, có vẻ nghi ngờ gì đó. Không, chiếc cành. Chiếc cành hả? Để đó, cột lên ta. Mày. Phải, cái này là cột cái trái này lại, những cái trái nhỏ nhỏ đây nè. Chủ nhà cột lại để cho nó khỏi bị ong chích, bị những con gì nó ăn trước mình. Em muốn ăn bây giờ hả? Thôi em vẫn coi thử rồi. Em chưa thấy cỏ tận hết nữa. Để coi cỏ này mới Đó, ra đây là trái ổi sạch. giờ mới thấy tận mắt cái ổi sạch thiệt nha. Dạ. Ổi sẽ chút pha cũng không bự bằng cái này đâu. Rồi giờ em dẫn đi tham quan vườn xem em giới thiệu coi ở đây có cái gì. Đây có thanh long này phải không? Đúng rồi, hiện tại đây có thanh long nhưng mà bởi vì mưa to quá nên thanh long tao rúng rồi. À, Chưa phát triển được. thế mà trời nắng thì nó mới bự phải không? Đây Đây có này hồ cũng có sen. Đây có hồ sen. hồ sen mà bên dưới có cá này đó. Nè bây giờ Sao nhìn em kỳ bạn? á, là thấy cá bảy màu á. Mấy bạn mà thấy nhúc nhích dưới đây nè, làm cái con cá đó. Nó thấy Em mình lâu tí. lâu lâu mới thấy cá rồi. Đó, có hoa súng nữa Em lâu nè. mới thấy cá rồi. Và Đây Khoa biết là cây này là cái gì không? Ô, cây giống cây mai vậy? Đúng rồi, cây mai hình như tứ quý hả? Cây mai tứ À, anh quý. không biết, Ủa anh, nhưng cây này cây gì? cây này Cây gì? cái gì đây? Trái gì? Cái này là trái cây. Dây cây đúng Trái rồi. chanh, trái chanh Trái hả? chanh, tức là bạn Phi nói là trái chanh, còn bạn Khoa nói là trái cây là đúng rồi. Dây cây đúng rồi, cái trái cây mà. Và đây là một cái cây bông, bông gì đó thì Bông không xứ biết, rồi. không phải, nhưng mà cái thân nó có gai đó, cái thân nó có gai. Nó là cái cây đó, cái cây là đúng rồi. Dạ thì Nó là chúng cây con bông hàng rồi. rào, chúng con hàng rào là thanh long nè. Đây anh, một cái mảnh vườn nho nhỏ. Và đây là Đây cà là phê. phơi cà phê. Dạ. Đây là cà phê phơi dưới mưa nè. Cái lồng thì lấy cà phê chứ lồng mình đó. Nó không ngờ hai cự. Đây đây là vườn rau nữa Đây là cái gì? nè. Đây, đây là các loại cái tắc cái gì là ở đây. Đây là thanh long. Thanh long cũng đâu có cần phải trồng ngoài vườn đâu, nếu mà ai có vườn tại nhà mình trồng cho nó leo về cũng đẹp mà. Vừa làm trang trí, vừa làm cây kiểng và vừa có trái ăn nữa. Thì ở nhà em mà không có đó thì em trồng để chó leo qua nhà hàng xóm Đây hàng xóm mà lấy à? á. Nghe em gì á? Dạ. Đây là những cây rau, cây hẹ gì nè. Cái cây ở qua nhau, cái hàng xóm bữa làm cái lú lú qua nhà lấy hai trái là bứt. Là bứt hết trái của nhà em hả? Thôi em bứt. Em bứt cho mình rồi. Thôi em trồng cây rồi. Dạ. Rồi Mà nó cũng cho thôi, mà bước ra dùng. em quay cho anh với Khoa coi cảnh này. Ok, quay lại hai hai đứa mình. Dạ, Rồi. là bạn Khoa. Hello mọi người. Đây là châu. They've been posterized. Và nó cho là đến dịch sang tiếng Việt tức là bên áo posterized. Thì hôm nay mình lần đầu tiên tới Ban Mê Thuột với Khoa. Đúng rồi. Và sẽ cho mọi người biết là cái tour của tụi này á, tức là Khoa Minh Châu và vài người bạn nữa sẽ đi như thế nào. Hiện giờ thì trời nó bớt mưa rồi, hy vọng là thời tiết nó sẽ tốt, sau đó là sẽ có nhiều cái thú vị để giới thiệu với mọi người. Đúng rồi, mình còn giới thiệu chúng ta về đất nước như thế nào, hình thành như thế nào và dung nham là ở đâu. Dạ, là ở dưới đất nó phun lên. Rồi, cảm ơn em. Và giờ cái phần còn lại của cái vườn của nhà một người chị Dạ không, dạ không. là cũng có những cây ổi đây, những bông hoa, nói chung là hoa hồng nữa nè. Ổi này bự nhất luôn á, Dạ. bự hơn cái này luôn à. Trái bự nhất là cho Khoa đó. Wow. Rồi Khoa chào mọi người đi. Cảm ơn mọi người nha. Dạ, rồi bye bye.